có làm thì cô làm, cô biết. Gà, cánh gà nè. Rồi, chào mọi người. Hiện tại thì mình đang ở chợ trung tâm Tam Đảo nha. Ở đây thì có khá là nhiều đồ ăn, khá là ngon. Nãy giờ thì mình đã lựa chọn khá là nhiều thức ăn. Trong đó thì có những cái món xiên que 15.000 một xiên, giống như ở bên Sapa vậy. Thời tiết ở bên đây thì nó cũng là lạnh giống bên Sapa, và bây giờ cũng có khá là nhiều sương mù nha. Mình đang chuẩn bị ăn một phần cơm có giá là 75.000, trong đó thì 15.000 cơm trắng và còn lại là những cái xiên que. Tí nữa thì mình sẽ quay lại cái xiên que, những cái phần xiên que đã làm chính cho bạn xem nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi quay quay vòng vòng một vòng cái chợ trung tâm Tam Đảo, mà đặc biệt ở trên này là cái phần, ở chỗ này là cái chỗ ăn uống nha. Cái chợ này được chia ra làm hai phần, một phần là buôn bán, còn một phần là ăn uống. Mình đang ở trên phần ăn uống đây. Mình đang đi dạo ở bên trong chợ của Tam Đảo nha. Ở trong này thì có khá là nhiều đồ nướng. Các bạn nhìn thấy này, đây là đồ nướng nè. Cái chỗ này thì nó hơi giống ở Sapa một chút. Rất là nhiều đồ nướng, cũng là 15.000 một xiên. Ở trong này thì nó có quán ăn, có menu sẵn luôn. Ví dụ như là đơn giá như thế này, một tô cơm bao nhiêu chị? Dạ, ví dụ như bây giờ 30.000 một tô, trong đó cơm trắng đó hả? Ồ, cơm trắng nhiều quá. Ăn ít thì giảm bớt đúng không? Ví dụ như em ăn chủ yếu là thôi ăn cơm ít thôi, 15.000 cơm thôi. Rồi lấy chủ yếu loại này. Cho em cái này nè. Một cái này. Này. Cái này. Cái này ngon đó. Mỗi cái xiên nào cũng là 15.000 đúng không? Xiên thì 15.000. Ồ, 15.000 rồi đó. Kêu tiếp đi cái nào. Ngon này. Cái đó hả? Có cải ạ, cải. Cải làm rừng này. Cải cũng được đó. Cái đó nữa đi. Cái này cải nè. Rồi dạ, 4 cái là đủ rồi. Mình kêu 4 cái, 4 xiên. 4 xiên là 60 rồi. 4 xiên đó là 60 rồi. Tô cơm 15.000 nữa. Ôi, bữa ăn hôm nay khá là nhiều tiền. Để tí nữa mình sẽ quay cái bữa cơm cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì xem chị bây giờ chị nướng đúng không? Nướng em đứng ngoài bếp bên kia. Nướng bên bếp bên kia hả? Nướng bên bếp bên kia. Bây giờ thì mình bếp bên nào? Ra ngoài chưa? Ra bên ngoài đi thẳng đúng không? Bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi lên đi qua từng cái xiên hàng nha. Có rất nhiều xiên hàng. Ở đây có nhiều xiên hàng lắm. Mình sẽ đi qua những cái chỗ mà đang nướng, cái chỗ mà đang nướng. Ồ, chỗ nào cũng giống nhau. Ăn không biết là hết không nữa. Nướng thì trong một chỗ, mình sẽ đi ra chỗ nướng. Anh nướng chỗ này hả? Chỗ này là chỗ nướng nha các bạn. Nướng cho nên là nướng chung luôn hả anh? Nướng chung nha. Nướng chung ở trong chợ thì có một cái khu ăn uống riêng và một cái khu nướng riêng. Chỗ này có vẻ quy hoạch rất tốt nè. Nướng riêng rồi ăn uống riêng nè. Phần ăn của mình hôm nay nè. 75.000 các bạn ơi. Thêm cơm nữa là 75.000 á. Ở đây thường chắc cuối tuần đông lắm hả anh? Dạ, em thấy trên mạng Tam Đảo mà mấy dịp lễ là kín luôn. Thất thủ luôn. Mấy anh, các anh, các ông, các chị đang nướng đồ. Những cái gian hàng bên cạnh thì cũng sẽ bếp than đang lên. Và chuẩn bị anh sẽ nướng cho mình. Ở trong khu ăn uống là tập trung một chỗ này thôi đúng không anh? Đúng rồi, nó tập trung. Dạ, cùng buôn bán là với khi chỗ này là gọi là chợ trung tâm Tam Đảo đúng không? Đúng rồi. Dạ.
Các cái phần thức ăn ở đây thì nó cũng hơi giống, mình nghĩ chắc là nó sẽ hơi giống ở Sapa về giá cả cũng như là ăn vô thì chưa biết, để tí nữa anh em nếm xem sao. Anh đang cắt ra nhiều đây không biết ăn hết không nữa, mình cũng hơi nhiều đó, hơi tham đó, mà kệ, đói bụng quá cứ ăn hết đi, mình ăn hết thì các bạn ăn nha. Nhìn rất là hấp dẫn. Đây, sau khi mà đã đóng lại xong rồi, chuẩn bị nước, chuẩn bị bỏ lên. Rồi, anh đã bỏ lên cái vị nướng để nướng nha. Nướng này chắc cũng nhanh anh ha. Nhanh. Anh đang nướng. Mình sẽ chụp một bức ảnh chỗ nướng sắp xong rồi nè các bạn. Nhìn hấp dẫn quá, chắc là ngon. Tí nữa mình sẽ ăn cái này với cơm nha. Chờ đến mấy cơm nữa mày. Quá. Cái nướng như vậy bao giờ chín thì đem vô đúng không anh? Dạ. Thôi vậy để em đi vô kim quay quay kia chút nha. Cảm ơn anh nha. Thôi bây giờ mình sẽ chuyển cảnh đi vô bên trong chút nha các bạn. À, ở đây cũng có cơm lam nè. Người ta sẽ nấu nướng chỗ này, rồi ăn chỗ này. Đây là toàn bộ cái khung cảnh xung quanh cái chợ Tam Đảo. Đó. Hôm nay thì không phải là ngày cuối tuần cho nên là không có đông khách lắm. Mình sẽ quay chụp một cái này, mình đồ ăn hấp dẫn chưa? Đó. Gà, cánh gà nè. Rất là hấp dẫn. Mọi người thì đang tập trung ăn uống. Mình sẽ trở về cái gian hàng của mình là chỗ này đúng không ta? Đúng rồi, gian hàng của mình là ngay chỗ này. Rồi, phần thức ăn của mình đã làm xong. Và nó đây các bạn. Đây. Cái này là giá là 60. Mỗi xi que là 15 ngàn. Giá là 60 nha. Tổng là 60. Phần cơm trắng 15 ngàn nữa. Đây. Trời đất ơi, cái bát bự vậy làm sao ăn hết được. Phải ráng ăn hết 75 ngàn các bạn. Thôi để mình chụp ảnh chút đã. Đây là phần ăn xong, làm mới làm xong, ngon lắm. Các bạn, cái này nè, ngon chưa? Nước chấm vô cái này nè. Cái nước chấm này nó hơi ngọt ngọt. Ôi, ngon lắm các bạn ơi. Hấp dẫn quá. Bỏ vô chút cơm rồi ăn. Ngon quá. Rồi các bạn, bây giờ thì đã ăn xong rồi, mình vẫn còn cái lon này. Mình sẽ đi dạo tiếp một chỗ khác, đó chính là cái gian hàng bán đồ thực phẩm, bán đồ ăn uống còn ở trên kia nữa. Hay là mình đi lên chỗ anh ta. Thôi đi đi. Đi thôi. Ở đây là ngoài đường nha. À, ở đây cũng có rất là nhiều quán ăn nè. Mình sẽ đeo cái này chung, nếu không sẽ bị giật. Ở đây cũng muốn bán mấy cái khăn giống như bên Mai Châu nè. Ở đây là chỗ bán đồ nè. Bán đồ chủ yếu là đồ lưu niệm. À, đồ lưu niệm nè,
Khu vực này là đồ lưu niệm nha các bạn. Quần áo của người Mông rồi. Các cái kiềng đẹp quá. Cũng đẹp đó. Búp bê rồi đồ của người Mông. Bây giờ thì mọi người đã nghỉ nhiều rồi. Wow. Thôi, mình nghĩ là ở trên này toàn là đồ của họ bán đồ thôi, cho nên là mình sẽ đi qua một chỗ khác. Mình sẽ vô cái quầy bán thực phẩm nha. Cái quầy này thì người ta sẽ bán đồ ăn để mang cái gì? Ví dụ như dâu nè. Ở đây có khá nhiều dâu nè. Ủa dâu này dâu ở Tam Đảo luôn hả chị? Vâng ạ. Ồ, ở Tam Đảo cũng trồng được dâu nè các bạn. Dâu. Ờ mà khí hậu lạnh như này thì chắc trồng được thôi. Một cái trái gì lạ lạ vậy ta? Xanh mai chị ạ. Dạ. Xanh mai dâu. Sô cô chê đúng không? Rất là nhiều đồ lạ. Wow. Mình sẽ dừng lại và chụp ảnh đi. Dừng lại chụp ảnh nha. Ở đây thì bán chủ yếu là đồ mứt nè, mấy cái mứt này hơi giống Đà Lạt. Sapa thì mình, Sapa mình có vô chợ không ta? Hình như là mình không vô chợ hay sao, hay là mình không bắt gặp mấy cái này. Còn ở đây thì, như ở đây lại là quầy bán, quầy bán đồ, bán mấy cái khăn thổ cẩm này ở bên Hòa Bình, Mai Châu nè. Dạ không, em đi quay thôi. Ở đây cũng bán mấy cái áo cờ nè. Ủa chị, cái gian chợ là có ở bên ăn uống kia với lại bên đây thôi hả chị? Các bạn, trong cái chợ đêm của Tam Đảo cũng có bánh bánh tráng này nha. Lúc nãy mình tưởng bánh xè nhưng mà không phải. Một chiếc bánh như thế này thì bán giá là từ 15 cho tới 20. Ngoài ra thì còn có cơm lam nữa nè. Đó. Bánh tráng nướng mà, cái này là bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng ở trong Đà Lạt bán có 7.000. Bánh tráng nướng nha các bạn. Bánh tráng nướng. Quầy của cô là quầy nào vậy cô? Hả? Quầy của cô à là đối diện quầy thuốc à. Đối diện chợ. Sẽ có những cái vỉa hè. Khách sạn Hòa Bình. Dạ, đúng khách sạn Hòa Bình. Chờ trên đâu lại để ăn phục vụ nha. Dạ. Rồi các bạn, như vậy là mình đã đi hết được cái chợ nha. Chợ trung tâm của Tam Đảo có thế thôi. Nhưng mà bán khá là nhiều, tuy rất là nhỏ nhưng mà bán khá là nhiều đồ ăn. Nếu mà có dịp đến đây du lịch thì các bạn sẽ ăn ngập mặt luôn rồi đi gì. Cái chợ này thì chắc bán tới 9-10 giờ thì tan thôi. Có khá là nhiều đồ ăn nha. Bạn nào muốn ăn thì tới đây.